của các con ngày hôm nay thì cô Quý Hương bị F0, cho nên là cô sẽ dạy thay cô Quý Hương tiếp nào. Hôm nay có công nghệ, địa, tiếng Anh, không có toán, lấy hồi nháp vậy. Bắt đầu cùng tiết nào nhá. Tiết đấy là tiết địa, thế nhưng mà để các con mà ngồi chơi thì nó rất là tiếc và lãng phí cho các con. Thế nên là mình cố gắng động viên các con là thôi các con sẽ lấy nháp ra và cô sẽ dạy toán vào đấy cho các con, bởi vì chuyên môn của cô là môn toán. Con ghi bằng 28 bạn. Lớp chỉ còn vỏn vẹn 8 học sinh, giáo viên phải xoay đủ kiểu, lúc viết trên bảng, khi lại gõ trên máy tính dạy trực tuyến. Các em đi học với tâm trạng khá lo lắng khi bạn bè lần lượt là F0 rồi F1. Mẹ con đang chuẩn bị cho lọ nước xúc họng để đảm bảo cho Covid ấy. Lúc giờ thời gian nghỉ ngơi con sẽ ra nhà vệ sinh để xúc ạ. 3 tháng nữa thì bọn con sẽ chuẩn bị cho kỳ thi vào 10. Nên bản thân con với các bạn cũng rất là lo lắng về cái tình hình học tập cũng như là tình hình sức khỏe của mọi người ạ. Các thầy cô vẫn phải cố gắng dạy làm sao để đảm bảo kiến thức cho các con, để các con có thể học và có thể đảm bảo tốt nhất, nắm chắc kiến thức để con có thể thi vào 10. Sau 2 tuần, trường này ghi nhận gần 100 học sinh nhiễm COVID-19. 11 lớp chuyển sang học trực tuyến, còn 5 lớp vẫn duy trì học tại trường với số lượng cũng vơi dần theo từng ngày. Hơn chục giáo viên cùng ban giám hiệu cũng thành F0. Để duy trì công tác chuyên môn, người đứng đầu nhà trường phải chỉ đạo từ xa. Và tôi vừa test nhanh lại thì vẫn là lên 2 vạch. Có đồng chí Hà phụ trách về công tác y tế, thì đang diễn biến cũng khá là nặng, phải thở máy. Chỉ đạo trực tiếp online ở nhà, qua các bộ phận báo cáo và xử lý kịp thời luôn. Với các cái trường hợp mà cần phải xử lý gấp, ví dụ như giáo viên mà quản thay tiết 1 cho giáo viên bị F0 ạ, thì không thể đến ngay được trong thời điểm là 7 rưỡi là vào tiết 1, thì lúc đó sẽ có cô giáo đang có tiết 1 của trường phải quản 2 lớp. Thế sau đó thì khoảng 10-15 phút thì cô giáo mà quản thay sẽ đến để quản giúp cho giáo viên mà có F0. Alo chị à, chị ơi em báo cáo chị là lớp 7A1 của em sáng hôm nay xuất hiện một trường hợp là F0. Mỗi sáng, giáo viên của trường lại có thêm công việc khác ngoài giảng dạy. Danh sách liên quan tới dịch bệnh cứ dài thêm. Dù khó khăn chồng chất, nhưng các cô vẫn đang nỗ lực tận dụng những ngày đi học trực tiếp để lấp đầy những khoảng trống kiến thức của học sinh trong suốt thời gian dài vừa qua. Nghe rõ không?